Nam mình đang quay mà người ta có tiền hoài. Nam nhà là em trai. Em trai hỏi là ý mẹ đã làm gì vậy? Mẹ đang ngủ mà em gọi mẹ nhiều lần mà mẹ không trả lời được. Tam chạy tuổi nhà Hoành một tiếng máy sau. Sự thật là mẹ bị mất rồi. Cuộc sống của mình không như ngày xưa nữa. My name is Nadish. Bài Nadish. Nadish. Bài bắt đầu gọi Nam là Nam ơi, khó đi con. Lúc đó là Nam mới sánh đây có 7 tháng à. Nam còn biết xe bị hư sao. Nam bắt đầu tại xe rất là nắng luôn. Năm 7 phút mà có một người đội người Việt Nam, một anh gọi là Ôi You motorbike. Nam không hiểu. Thế Nam có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay về Nigeria không? Quay về Nigeria thì mình đi du lịch thôi. Đi du lịch thôi. Nam đi Nigeria sau một tháng hay 2 tháng Nam nói với mẹ anh em bye bye anh ơi, bye bye em trai. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà Nam bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất ra thấy xe máy là choáng váng. Thế bây giờ đã lái xe được ở Việt Nam chưa? Bây giờ Nam có thể lái xe được nhưng mà Nam đang đi xe có một quán ăn châu Phi quận 12 nhưng mà xe bị hư trên đường. Nam không biết phải làm thế nào tại vì lúc đó là Nam mới sánh đây có 7 tháng à. Nam không biết xe bị hư sao. Nam bắt đầu tại xe rất là nắng luôn. Năm 7 phút mà có một người đội người Việt Nam một anh gọi là ôi you motorbike. Nam không hiểu. Nam chỉ muốn thôi ông đi không. Nam không biết cách nói chuyện với anh ấy mà anh ấy đi bằng theo Nam. Muốn giúp đỡ Nam giúp đỡ nhưng mà không hiểu không biết nhau. Nói dạ. Không biết nói. Nam cũng không hiểu mà Nam cũng đang cầm tay rất là áp lực quá. Anh ấy vàng muốn giúp Nam. You sit here. Tức là xích đạo, hôm nay muốn lái gì đấy? Lên xe, mời lên xe. Việt Nam lên xe. Hôm lên xe bắt đầu đạp xe có Nam bạn trang cổ. Đó là lần đầu tiên Nam thấy cái tình huống này. Nam mời trong xe chỉ mỏi bình thường. Rồi thôi, xe đi khoảng 4K, 6K km luôn. Wow. Tối một chỗ tiệm sửa xe. Có tiệm sửa xe. Sửa xe. Anh này chỉ vô đó nói cái gì anh Nam không hiểu. Ông này không hỏi Nam cái gì. Thế là mình đến từ nước nào. Cho mình xin tiền đi. Mình đã giúp mày rồi. Không nói gì hết đó. Chuyện ok, goodbye. Anh sẽ chạy đi luôn. Không ai làm cái điều này đâu. Ai làm như vậy phải lấy tiền, phải xin tiền. Mà anh lại không có yêu cầu gì hết. Tới bây giờ Nam bạn không biết bạn ấy là ai. Nam bắt đầu suy nghĩ nếu có một người như vậy sẽ có 2 người. Nếu có 2 người sẽ có 10 người. Nam bắt đầu suy nghĩ ok, chắc là không phải là tất cả người Việt Nam chơi mình. Rồi cái vấn đề mình thi bằng lái xe thì sao? Bằng lái xe thì mấy năm trước là thì Nam chỉ thay đổi bằng lái xe kỳ của bằng quốc tế. Nhưng mà Nam thay đổi nhiều lần rồi, chắc là 2016. Nam muốn thi có bằng lái xe như người Việt Nam. Bằng Việt Nam rất khó thi. Rất là khó lắm. Nam về lý thuyết đó, lý thuyết khó lắm luôn. Đúng rồi. Nam đến trường hợp lái xe là và Nam biết lái xe từ nước ngoài rồi. Nhưng mà Nam muốn thay đổi bằng lái xe của Nam. Nam đến đó hỏi qua bên kia, bác cái gì qua bên kia thay. Nam nói là không, Nam thay nhiều lần rồi, bây giờ Nam muốn thi như người Việt Nam. Không dễ đâu. Thôi không dễ, về đi. Về đi. Nam muốn thi Nam sẽ làm cách nào Nam chẳng biết. Họ chỉ đưa cái sách lý thuyết để về nhà học và tạm cách trả lời. Lần đầu tiên Nam xem cái sách lý thuyết đó. Oh my god. Sao mình thi được đây? Nam quay lại nói hôm mình muốn trả tiền. Mình muốn trả tiền hả? Không lấy tiền được. Xài thi này phải thi.
Nam muốn trả tiền nhiều tiền luôn, Nam muốn trả tiền. Họ nói là cái này không phải bằng tiền nha em ơi. Em về nhà em muốn thi như người Việt Nam, em phải học bằng tiếng Việt nhé. Về nhà ô Nam học cả ngày cả đêm luôn. Lúc đó Nam bắt đầu nói tiếng Việt cũng sơ sơ. Nam vẫn gặp khó khăn. Những từ đó là từ giao thông. Đúng rồi. Không phải là những từ không phải từ bình thường mình nói chuyện. Mình nói chuyện. Nhưng mà mình vẫn học và Nam cũng tải áp đọc cái sách đó. Sau 1-2 tháng Nam quay lại. Lúc đầu Nam đi tập thi, họ nói là thôi đi đâu Why you go where? Xuống go down. Ở chỗ nước ngoài có thể thay đổi bằng lái xe. Nam nói không. Nam đang đi thi. Thế cái gì? Tội số của Nam rồi. Anadoji. Ủa? Người nước ngoài đến đây làm gì? Không đọc được tên luôn. Nó nói là ông em đây. Em là người nước ngoài mà đúng không? Dạ, em là người nước ngoài. Vô đây. Ok, mình có thể vào cái ngồi tiếng Việt không? Không. Muốn lấy bằng lái xe của Việt Nam, phải thi như người Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng là Nam có bằng lái xe, có số điểm của Nam là 85%. Lúc Nam tặng công rồi, ai cũng nhìn ai tặng công hả? Không tin. Họ không tin luôn. Sau đó, Nam có bằng lái xe đây. Thấy không? Đó là tự hào, tại vì cái công việc này không có dễ. Yeah. Lúc nào Nam đi đâu, Nam cầm cái này, Nam... Chính xác, tuyệt vời đấy. Yeah. Gần đây là Nam chạy qua, Nam không biết là có điện vàng rồi. Nam giải thích là Nam không biết. Nam cũng là người giải thích pháp luật, giao thông hay là văn hóa và pháp luật của Việt Nam cho những người nước khác. Mình không được vi phạm. Đúng rồi, yeah. Không được vi phạm đường đâu. Từ đó bộ dễ thương quá rồi, bắt đầu nó hàn gắn hai vợ chồng lại với nhau. Rồi đến lúc sau này cái bà xã cũng nói là thôi bữa nào mình làm đám cưới tổ chức lại cho Nhật Thịnh này nọ. Nó ok em cứ nói đi, thì biết bà xã xưa không tin gì đoan. Rồi sau đó cũng họ đi gọi, họ gặp bạn bè giới thiệu, gặp bà thầy và nói hai mày mà đám cưới là sẽ chia tay đó. Bà xã sợ, gặp ông thầy kia, hai mày đám cưới cũng chia tay đó. Rồi đến gặp người cuối cùng là ông. Cái người đó là coi về, gọi là nếu mình không tâm linh, mình ghét tâm linh lắm, nhưng mà cũng phải tin cái tâm linh. Dạ. Kỳ cục lắm. Thà không biết thì thôi. Tự nhiên anh gặp, anh là người dính vô cái câu chuyện đó. Và thậm chí gặp cái người đó, kể cả ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Hồ Lệ Thu, lúc đi diễn ở Canada luôn. Mà không thể tin được luôn. Dạ. Tức là cái người đó coi mình như đang là một quế nhân. Đại khái để mình nói dấu tên để cho nó hấp dẫn câu chuyện. Đó là cái người đó đi qua Canada để tìm vợ hai đứa con. Thì ông thầy nói mày đi tới ngay cái sân bay Đài Loan sẽ gặp quế nhân của mày. Thì nói thiệt lúc đó là anh đang cầm cái điện thoại, hồi đó iPhone 4 mới ra chút xíu, mà anh ngồi trong cái góc tuốt trong sâu, mà vì mà người đó chẳng biết tìm ra mình, đưa cái iPad cho mình để mình chơi điện tử. Rồi mới hỏi ra này, nó kể câu chuyện giống như là một cái trò cười á. Hỏi em qua Canada gặp vợ em, kiếm tìm vợ em với con em. Hỏi giờ vợ em con em đã đi với một người khác rồi. Có nhớ có số điện thoại không? Có địa chỉ không? Tất cả đều không hết. Thì nó nghĩ như tấu hề, giỡn như mình. Vậy mà anh lại tìm được. Vậy mà bắt đầu đi qua tới nơi. Vậy bầu xô á, nó mới ra đón anh. Vậy bầu xô nó mới hiểu là cái anh đó là diễn chung với anh. Nó kể câu chuyện mắc cười quá, diễn chung, anh cười. Ủa tưởng đâu anh qua anh vừa làm MC vừa hát mà cuối cùng bây giờ anh diễn hài với người này luôn hả? Nó nói không. Nó nói ủa với người này là ai? Thì nó cứ nói anh là quế nhân. Nó nói ủa gì kỳ vậy, em không hiểu, chưa hiểu. Kể lại câu chuyện nó nghe nó không có tin. Thì ngủ hai thằng ngủ trong đêm hôm đó. Thì cậu đó nó có cái dĩa cho là có bốn cái đồng xúc sắc. Cứ thể lon con lon nghe. Cứ hai úp hai nửa ba úp mà chúng như chơi chẳng lẽ dạ. Vậy. Thì bắt đầu cái người đó mới ngủ được, đặt cái anh vậy đó, cái gì vậy mà để ngủ. Anh Cường ơi, mai em nói chuyện được với vợ em. Nói chuyện cái gì đó, thật quẻ lên vậy. Thôi mệt quá đi ngủ đi, đừng có tin cái chuyện đó, không có trên đời này đâu. Rồi xong nó không ngủ, nó ra nó ngồi. Thì đến sáng khoảng là 11 giờ trưa thì mình đi xuống xúc miệng răng, thì mình thấy là nó ngồi với một bà bác má của bầu xô. Rồi hỏi mình nói chuyện được vợ mày chưa, nó chưa. Vậy sao là ông thầy nói mấy giờ gặp? Ông thầy nói em còn nửa tiếng nữa sẽ nói chuyện được. Nửa tiếng mà nói gì, chưa có số điện thoại, không có gì hết thì tao gặp. Xong cũng tự nhiên khiến cho anh đó. Ý, vậy mày có cái mail không?
địa chỉ mail không? Tôi nói, ờ có địa chỉ mail. Thì mày nhắn vợ mày vô địa chỉ mail rồi, vợ mày mới gọi lại cái số này cho mày. Đúng 11:30 gọi liền. Trời ơi. Mà anh là người được nói chuyện thôi giờ. Một sự khủng khiếp không? Rồi tiếp đó ông thầy một phán tiếp cái, thầy mày đi, về với quế nhân mày đi. Bảo đảm mày luôn là trong vòng 20 ngày hoặc là 21 ngày ta cho trừ ra này là vợ con mày sẽ về đây ăn Tết luôn. Mới nói rồi ông này tầm bậy đó rồi. Vậy mà về tới đây hả? Đằng đó nó buồn đó, đi với anh với Lý Hải đi qua Hồng Kông đi du lịch. Vì mà vừa về tới đúng 21 này vợ con đã về. Khủng khiếp. Đó từ đó trong cái thầy đó ông được gặp vợ anh. Giờ anh coi tuổi anh với bà, anh thầy đã phán không được. Đám cưới là hai người chia tay. Đã coi ba bốn thầy đến ông này. Mình người trong cuộc rồi, nó có tùy bạn quen quyết định thôi. Vậy là tới giờ này hai anh chị vẫn chưa có cái đám cưới. Rất muốn lắm, cũng chưa có đám cưới. Muốn lắm nhưng mà con bây giờ là 20 tuổi đang học năm thứ nhất. Anh nhưng mà trong 15 năm xa nhau như vậy, cái thời điểm mà mười mấy năm trước đây á, mười mấy 20 năm trước khi anh chị mới yêu nhau á, mới ở chung với nhau, thì anh là một người là cực kỳ nổi tiếng rồi. Là mà với lại giống như anh nói lúc đầu là hồi đó mình hơi quậy nữa đó, thì làm sao mà chị có thể có một cái niềm tin nó đặc biệt dành cho anh như vậy được? Thì lúc đầu anh có hay nói thẳng mà, anh nói anh là nghệ sĩ nha, nhớ cái câu nghệ sĩ nha, được khán giả ái mộ ôm ấp này nọ, cầm tay nắm chân rồi chụp hình này nọ. Còn nếu em muốn làm nghệ sĩ, nếu muốn anh đưa em lên sân khấu luôn để em làm cho biết, thì cũng có tập cái tuồng ở đây, tuồng này. Đó, chuyện tập phào cho vợ anh đóng luôn, đóng chạy hết show, gặp năm quan trăm ba nhà hát kia cho đóng hết, rồi cho vô cánh gà coi sống chung với lũ luôn cho biết.